Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc đồng hồ bông hoa với ba cái phần màu sắc như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một chiếc đồng hồ. Cái đồng hồ của mình thì nó có cái hình bông hoa ở bên ngoài có ba màu nhé các bạn. Và cái mặt đồng hồ thì nó sẽ có màu vàng nhạt nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị một số các cái dụng cụ để làm cái chiếc đồng hồ này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái compa này để mình sẽ vẽ hình tròn làm cái mặt đồng hồ này. Cái bút màu đen như này để mình sẽ vẽ những con số ở bên trên cái đồng hồ nhá. Cái đồng hồ của mình nó sẽ có 12 con số đúng không? Tiếp theo là các bạn sẽ có một chiếc kéo này và một cái súng bắn keo như này. Và bây giờ thì mình sẽ có những cái phần màu sắc như các bạn. Những cái phần màu sắc này để mình sẽ làm cái phần chiếc đồng hồ này. Thì đầu tiên là mình sẽ có ba màu để làm cái phần hoa ở bên ngoài đúng không? Đầu tiên là màu cam này, màu xanh nhạt này và màu xanh ra trời như này. Tiếp theo là màu vàng để làm cái phần mặt của cái đồng hồ này. Và mình sẽ có cái phần màu đỏ nhé các bạn. Mình sẽ có thêm màu đỏ để mình sẽ làm cái phần kim kim giờ và kim phút của cái đồng hồ này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách làm cái chiếc đồng hồ này nhé. Thì đầu tiên là đối với ba cái tờ giấy này thì các bạn sẽ chia đôi ba cái tờ giấy này ra cho mình. Thì mình sẽ chỉ cần sử dụng mỗi cái tờ giấy này, mình sẽ lấy một nửa thôi nhé. Tại vì là nếu mà mình lấy cả một tờ giấy thì khi mình gập vào thì nó sẽ bị to và dày quá, nó cũng sẽ không đẹp nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt từng cái phần tờ giấy này ra. Các bạn gập lại và các bạn sẽ sử dụng cái dao dọc giấy này để các bạn cắt nó ra cho mình nhé. Rồi. Tiếp tục này. Cắt cái phần bên này đi. Ok, sau đó là cái phần tờ giấy màu xanh dương nhé. Giấy màu xanh dương, cái tờ giấy cuối cùng để làm cái phần hoa bên ngoài. Được, cắt tiếp đi nhé các bạn. Được, sau đó thì mình sẽ lấy mỗi cái tờ giấy một nửa thôi nhé. Sẽ lấy mỗi tờ giấy một nửa thôi. Được, sau đó thì mình sẽ đi gập nó để tạo thành một cái phần bông hoa. Thì các bạn sẽ gập ba cái phần này gập giống nhau cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để gập nhé. Đây, mình sẽ gập theo cái chiều ngang này đi. Mình sẽ gập theo cái chiều ngang này để cho nó dày nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn cái cách mà mình sẽ gập này. Mình gập đôi tất cả cái phần các cái tờ giấy này lên đã. Đây, mình gập đôi nó lên như này. Tiếp theo hai cái phần tờ giấy còn lại các bạn cũng gập tương tự. Đây, các bạn cũng sẽ gập lên trên nhé. Gập tiếp lên đây. Được, và cái phần màu xanh còn lại thì các bạn cũng gập như vậy. Đây này. Bước nó xuống rồi tiếp tục gập lên bên trên như này. Và bước tiếp theo nhé các bạn, là các bạn sẽ đặt ba cái phần tờ giấy này, các bạn để chồng lên nhau như này để các bạn cắt trang trí hai bên cho mình. Đây nhé, các bạn sẽ cắt trang trí thì các bạn sẽ sử dụng cái phần kéo này và các bạn sẽ cắt nó như sau. Các bạn để chồng ba cái tờ giấy này làm sao để cho nó bằng nhau nhé. Các bạn sẽ cắt chéo cái phần này đi cho mình. Được. Tiếp theo phần bên này các bạn cũng cắt tương tự như vậy. Cái phần này thì các bạn cứ cắt nó chéo lên là được, cũng không cần phải nhất thiết là nó sẽ phải quá là bằng nhau nhé. Đây, cắt nó đi. Sau đó thì mình sẽ mở những phần tờ giấy này ra. Mình sẽ mở ra và mình sẽ gập nó vào như này nhé. Lại này. Đây, gập vào như này thì các bạn sẽ thấy là cái phần đầu nhọn của mình vẫn sẽ giữ nguyên như này đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi gập đôi nó vào nhé. Mình sẽ đi gập đôi nó vào và mình sẽ dán nó vào như này. Đây, tiếp theo cái phần màu cam và cái phần màu xanh dương còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy cho mình. Nó mở nó ra, sau đó gấp lại như này. Rồi, và tiếp tục
ngược đôi và cắt và dán nó vào. Rồi, dán keo vào đây nhé. Các bạn tránh để cho keo nó dính dính vào những cái phần